Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những ước mơ, đều có những khát khao, đều có những dự tính, đều có những lý tưởng cho chính tương lai tốt đẹp của mình. Không ai chúng ta không có những ước mơ cho tương lai cuộc đời của mình nó xấu ấy. Nhưng mà ai cho chúng ta cũng có những ước mơ, những lý tưởng, những mục đích cao đẹp để mà chúng ta phấn đấu đạt được mục đích lý tưởng cao đẹp đó. Có thể chúng ta ước mơ trở thành một giáo sư, một bác sĩ, một giáo viên, vân vân và vân vân. Tất cả những cái ước mơ cao đẹp ấy làm cho mỗi người chúng ta cố gắng và dành hết sức lực để chúng ta cố gắng đạt tới, phấn đấu đạt được cái mục đích lý tưởng cao đẹp đó. Tuy nhiên, dự phóng của con người chúng ta thì nhiều, ước mơ chúng ta cũng nhiều lắm, lý tưởng chúng ta cũng nhiều lắm. Nhưng mà để mà có thể đạt được những ước mơ ấy, đạt được những mục đích lý tưởng sống cao đẹp ấy trong cuộc đời mỗi người chúng ta, thì có một cái ước mơ căn bản và cũng là ước mơ thứ nhất, ước mơ nền tảng để xây dựng nên tất cả những ước mơ khác làm cho chúng ta được hạnh phúc. Đó là ước mơ thành con người, trở nên người. Nếu mà cái ước mơ chúng ta không có ước, chúng ta nhiều cái ước mơ khát vọng lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta quên đi. Tất cả những cái dự phóng, tất cả những hoạch định, những kế hoạch mỗi người chúng ta, cuộc đời mỗi người chúng ta phải đặt trên cái nền tảng thứ nhất, đó là thành con người. Nếu chúng ta không thành người, không làm người, người ta nói làm người khó lắm. Không dễ làm người đâu, không dễ thành người đâu. Nếu mà cuộc đời chúng ta chưa thành người á, thì có một câu nói là nhiều khi mình nửa người, nửa ngợm, nửa cái đời ươi. Người không ra người mà ngợm, cũng không ra ngợm mà con đời ươi nó cũng không ra con đời ươi. Nó là cái con gì? Tất cả những mục tiêu, lý tưởng cuộc đời của người chúng ta xây dựng mà không đặt trên nền tảng là con người, là thành người, thì tất cả những dự phóng, những ước mơ, những lý tưởng để chúng ta phấn đấu, nó sẽ dẫn chúng ta đi sai con đường. Sai con đường vì mình không đặt mình là con người,
Khi mà tôi không đặt tôi thành con người, tôi không đặt tôi trở thành người, đúng không ạ? Thì tất cả những cái mục tiêu, những lý tưởng, cái phấn đấu thì cho dù nó có thể cao đẹp lắm, nhưng mà tôi dùng những cái phương tiện khác để làm sao tôi đạt được nó thôi. Mục đích lý tưởng là cao đẹp, nhưng mà tôi sẽ dùng những cái phương tiện xấu để mà tôi đạt được cái mục đích lý tưởng cao đẹp đó. Vì tôi không phải là người, cho nên cái căn bản đầu tiên hết mà Thiên Chúa, tôi tạm gọi nha, tôi tạm gọi Thiên Chúa cũng có một giấc mơ, Thiên Chúa cũng có một ước mơ cao đẹp, vĩ đại và lạ lùng lắm. Đó là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này, và Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa, là họa ảnh Thiên Chúa. Giấc mơ, ước mơ của Thiên Chúa dựng nên chúng ta mọi sự là tốt đẹp cả. Tuy nhiên, bản tính hư hỏng con người, Thiên Chúa ban cho con người tự do. Nhưng mà thay vì con người đáp trả lại tự do với chính Thiên Chúa đầy sự yêu thương ấy, thì con người lại phá hỏng kế hoạch của chính Thiên Chúa. Con người phá hỏng dự định của chính Thiên Chúa. Một cách nào đó, Thiên Chúa phá hỏng giấc mơ của chính Thiên Chúa dành cho nhân loại này. Tuy nhiên, tình yêu của Thiên Chúa thì lớn hơn tất cả mọi sự. Cho dù con người đầu tiên và mỗi người từ thời đại cố tình hay vô ý phá hỏng kế hoạch chương trình của chính Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương trong kế hoạch của Ngài, trong dự định tốt lành của Ngài dành cho nhân loại và dành cho con người. Thiên Chúa đã sai chính con của Ngài là lời, là đức khôn ngoan mà trong bài đọc chúng ta lắng nghe thứ nhất. Đức khôn ngoan, lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, trở nên cùng thân cùng phận với mỗi người chúng ta. Và khi lời của Ngài đến thành xác phàm ấy, lời của Ngài bắt đầu mặc khải cho chúng ta về kế hoạch yêu thương lạ lùng của chính Thiên Chúa, và chính Chúa Giêsu Kitô Ngài thực hiện đến cùng cái khát vọng, cái ước mơ, cái dự định, kế hoạch, chương trình của chính Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Và kế hoạch yêu thương đó là cái gì? Đó là cái chết của Ngài trên thập giá để đưa tất cả con người trở lại trong chương trình yêu thương của chính Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cũng bước đi theo Ngài, thực hiện giấc mơ, ước vọng, khát vọng của chính Thiên Chúa, và cũng là khát vọng của thâm sâu của chính con người chúng ta. Trong bài Tin Mừng chúng ta lắng nghe, Thánh Luca thuật lại trên hành trình Chúa Giêsu tiến về Jerusalem, có nghĩa là Ngài sắp đi vào mầu nhiệm vượt qua cái chết của Ngài, và có rất là đông đảo dân chúng đi theo. Ngoài 12 môn đệ thì có rất là nhiều dân chúng đi theo Ngài. Họ theo Ngài làm gì anh chị? Họ thấy Ngài làm nhiều phép lạ, lạ lùng lắm. Ngài thấy, họ thấy Ngài giảng rất là hay, giáo huấn rất là những điều chí lý. Ước mơ của họ đi theo Ngài trên đường, cũng có thể là họ muốn Ngài dạy dỗ họ, hoặc là ước mơ của họ là muốn Chúa Giêsu thực hiện một cái điều gì đó, và nhất là ước vọng sâu xa của họ là muốn Chúa Giêsu tôn vinh lên Ngài, tôn vinh Ngài làm vị vua của dân Do Thái để lật đổ cái hệ thống chính trị lúc bấy giờ người Roma đang đô hộ Do Thái. Nhưng mà Đức Giêsu quay lại nhìn họ,
quay lại nhìn họ để nói với họ cái khát vọng, cái sâu xa ước mong của chính Thiên Chúa dành cho cuộc đời của họ. Đó là ai muốn theo tôi? Theo tôi không phải là theo một mớ lý thuyết, không phải là theo một mớ giáo huấn của tôi dạy đâu, nhưng mà theo tôi là chọn chính tôi và bước theo con đường tôi đang đi, là con đường chết cho người khác ấy, con đường xả thân cho người khác ấy, con đường mang lại sự sống cho người khác ấy, con đường mang lại sự yêu thương và tha thứ cho người khác ấy. Và Chúa Giêsu quay lại để nói với họ cái ước mơ của chính Ngài, cái khát vọng của chính Ngài, cái mục đích của chính Ngài, cái chương trình của chính Ngài thực hiện trong ý định của chính Thiên Chúa Cha, là muốn cho tất cả mọi người trở thành môn đệ của chính Ngài. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, để thực hiện tất cả những khát vọng, ước mơ, những dự phóng, những chương trình, những kế hoạch trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta, trước hết đó là chúng ta phải đặt nền tảng trên mình là con người. Nền tảng thứ nhất. Nền tảng thứ hai mà ngày hôm nay Chúa mời gọi người chúng ta để thực hiện ước mơ, tất cả những dự định kế hoạch của người chúng ta dành cho tương lai của mình, đó là một lời mời gọi: hãy trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì xem ra Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Và ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Có lẽ cái lời mời gọi này cộng đoàn chỉ nghĩ dành cho những người đi tu như chúng tôi thôi, không liên quan nghĩ vợ con đó, liên quan nghĩa tài sản. Và anh chị em cháu dân chúng ta thì không cần. Có lẽ đây Chúa nói chỉ dành cho vài người thôi. Không phải. Chúa nhìn hết tất cả mọi người. Chúa quay lại, Chúa nói với tất cả mọi người. Chúa phải Chúa nói một hai người. Chúa kéo đi ra, Chúa nói một hai người. Nhưng mà Chúa nói dành cho tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta không từ bỏ những cái thói hư nết xấu, không chỉ là những thói hư nết xấu đâu, nhưng mà ngay từ bỏ những cái sở thích, những lợi ích riêng của chúng ta để nghĩ cho người khác thì ta cũng không thể làm môn đệ cho ta tôi Thiên Chúa được. Nếu mà ta không chấp nhận những thử thách, những đau khổ ở trong cuộc sống này, những trách nhiệm mà chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong chính đời sống gia đình mỗi người chúng ta, thì ta không thể làm môn đệ Chúa được. Chúng ta có thể hỏi với nhau một chút, kính thưa cộng đoàn, tại sao trong gia đình của mình, đừng nói ai khác, nhìn lại chính gia đình chúng ta, nhiều khi ta thấy tại sao có những cái bức họa, có những cái chia rẽ, có những cái hận thù ở trong cuộc sống, ở trong chính gia đình của mình được. Vì ta chưa chấp nhận mình là môn đệ của Đức Kitô. Ta chưa từ bỏ chính ý riêng của mình. Ta chưa dám hy sinh cho người khác, cho những người mình yêu, mà mình bắt người khác phải hy sinh cho mình thôi. Mình bắt người khác vâng theo ý mình thôi. Mình chỉ nghĩ cho mình thôi, nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghĩ cho người khác và mình dám sống cho người khác cả. Không giờ mình dám xả thân cho người khác. Thì cuộc đời mình hỏng bét hết. Ước mơ, lý tưởng của mình nó hỏng bét hết.
Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay, lời mời gọi của Chúa, và tôi nói tạm gọi ước mơ, khát vọng của chính Thiên Chúa dành cho chính cuộc đời mỗi người chúng ta, là trở nên con cái Thiên Chúa, là trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, là người trung thành trong chính sự chọn lựa và chọn lựa theo Chúa đến cuối cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi tất cả mọi người chúng ta đặt trên nền tảng mình là con người, và đặt trên nền tảng mình là những người con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô, chắc chắn tất cả mọi người chúng ta sẽ đạt đến một cái giấc mơ, ước mơ trọn vẹn nhất. Đó là ước mơ sự sống đời đời, ân cứu độ mà chính Thiên Chúa chào ban cho chúng ta được thực hiện một cách viên mãn nơi trong chính Chúa Giêsu Kitô. Và mỗi người chúng ta khi theo Chúa Kitô, được gắn kết với Ngài, được trở nên một với Ngài, thì cái ước mơ đấy, cái giấc mơ ấy, hoàn toàn chính Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhìn và luôn luôn gắn bó một đời sống trong chính Thiên Chúa, trong chính Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta, xây dựng những ước mơ, những khát khao trong chính cuộc đời chúng ta, trong chính Thiên Chúa. Amen.